Xây dựng môi trường doanh trại chính quy, sáng xanh sạch đẹp, văn hóa lành mạnh là mục tiêu mà các cơ quan đơn vị thuộc quân đoàn 2 tập trung thực hiện từ nhiều năm qua. Một trong những biện pháp hiệu quả để các đơn vị triển khai là đẩy mạnh phong trào xây dựng đơn vị không khói thuốc lá mang lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng môi trường văn minh, lịch sự, đơn vị mẫu mực tiêu biểu. Hút thuốc lá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con của con người, đặc biệt là của phụ nữ, của trẻ em và của thai nhi khói thuốc lá là nguyên nhân chủ yếu gây ra những bệnh như viêm phổi, ung thư phổi và dụng tóc và đục thủy tinh thể gây mù loà. Không chỉ những người hút thuốc bị nguy hiểm mà những người hút thuốc lá thụ động cũng gặp những ảnh hưởng nặng nề không kém. Đây là kết quả của quá trình giáo dục nâng cao kiến thức về phòng chống tác hại thuốc lá cho cán bộ chiến sĩ ở lữ đoàn phòng không từ nhiều năm qua những tấm pano khẩu hiệu tranh cổ động có nội dung nói không với thuốc lá như thế này được treo dọc khắp các lối đi, hành lang, sở chỉ huy, nơi sinh hoạt, học tập của bộ đội. Tranh thủ phút nghỉ giải lao tại trận địa, Đại úy Trần Văn Giỏi chia sẻ với các chiến sĩ về tác hại và ảnh hưởng từ khói thuốc lá. Bản thân tôi không có thuốc lá vì tôi hiểu là thuốc lá có rất có hại cho sức khỏe của chính bản thân, cũng như môi trường và đồng chí đồng đội xung quanh. Do vậy ở quá trình công tác tại đơn vị thì tôi cũng tích cực tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là hiểu rõ được cái tác hại của thuốc lá. Từ đó thì không hút thuốc lá để góp phần nâng cao sức khỏe để đảm bảo thực hiện quá trình huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Chúng tôi đã phát huy tốt cái vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp vận động trực tiếp những đồng chí cán bộ hút thuốc lá lâu năm bỏ thuốc và những đồng chí đó trực tiếp là những cái tấm gương để mà tuyên truyền vận động cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị từ bỏ thuốc lá, nói không với thuốc lá. Qua đó là nâng cao cái sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đáp ứng tốt cái nhiệm vụ canh trực, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Tại lữ đoàn công binh 219 để thực hiện hiệu quả phong trào đơn vị không khói thuốc lá, 100% các tổ chức đoàn, nhất là những chiến sĩ là đoàn viên thanh niên tại lữ đoàn công binh 219 đều phải viết bản cam kết không hút thuốc lá. Ngoài ra, đơn vị còn lấy tiêu chí, tri đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá để đánh giá, bình xét thi đua giữa các cá nhân, tập thể, hàng tháng, quý. Giáo dục đến toàn bộ, toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động về cái tác hại của thuốc lá qua những bản tin nội bộ của tiểu đoàn cũng như qua hệ thống ba lô áp để phòng chống cái tác hại của thuốc lá. Bằng các biện pháp thiết thực, quyết liệt, tích cực vận động, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát cùng sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ, các cơ quan đơn vị thuộc quân đoàn 2 đã và đang tích cực đẩy lùi khói thuốc lá ra khỏi đơn vị một môi trường không khói thuốc lá tạo nếp sống văn minh lịch sự cho những người lính trẻ luôn có một sức khỏe tốt duy trì lối sống lành mạnh yên tâm thực hiện nhiệm vụ